Mắt kính vàng nguyên khói AU750 đính kim cương được làm từ những công nghệ chế tác đỉnh cao, giúp vàng cứng cáp, ánh sáng bóng. Màu sắc vàng định mắt vô cùng sang trọng, lịch lãm toát lên phong thái của một vị doanh nhân thành đạt. Tại Kỳ Lân Luxury, mắt kính vàng nguyên khói đính kim cương chính là một tuyệt tác kết hợp giữa nghệ thuật chế tác vàng tinh xảo với đường nét mạnh mẽ, uy nghiêm, tôn lên sự sang trọng, đỉnh cao. Điểm nhấn đặc biệt của chiếc kính vàng này chính là những viên kim cương tinh khiết được đính thủ công trên gọng kính, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lấp lánh khi đeo. Mỗi viên kim cương đều được lựa chọn tỉ mỉ về kích thước, độ sáng, độ sạch và độ trong suốt, đảm bảo sự hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ nhất trên sản phẩm. Sự kết hợp giữa vàng AU750 và kim cương tuyển chọn không chỉ làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm mà còn tạo nên một vẻ đẹp đẳng cấp thời thượng khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ khi chiêm ngưỡng. Kỳ Lân Luxury tự tin là đơn vị thiết kế phụ kiện trang sức thời trang cao cấp dành cho giới doanh nhân thượng lưu để trải nghiệm những sản phẩm độc đáo mang dấu ấn riêng cho mình. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.